Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 35, phẩm thập địa thứ 26, thứ ba phát quang địa. Phật tử nghe được hạnh địa này, cảnh giới Bồ Tát khó nghĩ bàn, thảy đều cung kính tâm hoan hỷ, giải hoa trong không để cúng dường. Các vị Phật tử nghe được pháp môn tu hành Ly Cấu Địa, cùng với hết thảy đủ thứ cảnh giới của Bồ Tát Ly Cấu Địa, đây thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng sinh chẳng có ai không cung kính, đều sinh khởi tâm đại hoan hỷ. Do đó, ở trong hư không, rải xuống các thứ hoa đẹp để cúng dường chúng Đại Bồ Tát trong Pháp hội. Khen nói lành thay Đại Sơn Vương, tâm tử thương nhớ các chúng sinh, khéo nói pháp luật nghi bậc trí, tướng hạnh ở trong địa thứ hai. Đại chúng trong Pháp hội đều khen ngợi rằng các vị Đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn, các ngài vĩ đại giống như núi Chúa Tu Di, các ngài dùng tâm từ bi để thương xót, nhớ tưởng chúng sinh, pháp mà các ngài nói với chúng sinh đều là pháp của bậc thánh có đủ đại trí huệ mới nói được, như nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp chúng sinh giới, ba thứ nhiếp tịnh giới này, còn có pháp môn tu hành nên biết ở trong địa thứ hai cùng với các phương pháp hành Bồ Tát đạo như thế nào. Hạnh vi diệu các Bồ Tát đó chân thật không khác không sai biệt, vì muốn lợi ích các quần sinh diễn nói thanh tịnh, diễn nói rất thanh tịnh như vậy. Hạnh môn vi diệu của Bồ Tát tu hành là chân thật, chẳng có chút hư ngụy nào, chẳng có thật tướng khác biệt nào. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh cho nên hiện tại diễn nói pháp môn chân đế rất thanh tịnh. Người được các trời người cúng dường, xin hãy diễn nói địa thứ ba, các pháp tương ứng với trí nghiệp, những cảnh giới đó mong nói đủ. Các Bồ Tát được tất cả phàm phu và chư thiên cúng dường, xin ngài Bồ Tát Kim Cang Tạng tiếp tục nói pháp môn tu học của địa thứ ba cùng với Phật pháp tương ứng trí huệ đạo nghiệp tối thượng và cảnh giới chứng nhập địa thứ ba, xin ngài diễn nói rõ ràng cụ thể để cho đại chúng lắng nghe. Phật có hết thảy pháp thế giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền trí huệ cùng với phương tiện đạo từ bi, hạnh Phật thanh tịnh đều xin nói. Đức Phật viên mãn bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, các pháp môn ba la mật cùng với phương tiện từ bi hỷ xả, Phật đạo vô thượng và phạm hạnh thanh tịnh của Phật, nguyện lực không thể nghĩ bàn, vân vân, đều thỉnh cầu ngài Bồ Tát Kim Cang Tạng vì chúng tôi nói rõ. Bấy giờ giải thoát nguyệt lại nói: Đại sĩ vô ý Kim Cang Tạng, xin nói hướng vào địa thứ ba, các công đức bậc tâm nhu hòa. Lúc đó Bồ Tát giải thoát nguyệt lại đại biểu cho đại chúng pháp hội hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp. Bồ Tát Kim Cang Tạng đại vô ý, đại sĩ Kim Cang Tạng đầy đủ tâm từ bi, tâm nhu hòa, tích tụ đủ thứ căn lành công đức. Chúng tôi đều cầu mong ngài vì đại chúng dễ nói, phải tu hành như thế nào mới có thể chứng nhập vào quả vị địa thứ ba. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng, Phật tử, đại Bồ Tát đã tịnh địa thứ hai, muốn vào địa thứ ba, phải khởi 10 thứ tâm thâm sâu. Những gì là 10, đó là tâm thanh tịnh, tâm an trụ, tâm nhàm xả, tâm lìa tham, tâm bất thối, tâm kiên cố, tâm minh thạnh, tâm dũng mãnh, tâm rộng, tâm lớn. Bồ Tát nhờ 10 tâm này vào được địa thứ ba. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt và các vị Bồ Tát nói: Các vị đại đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo tích tập đủ thứ căn lành, các ngài đã tịnh trị địa thứ hai, như này muốn tiếp tục tu học địa thứ ba thì phải phát 10 thứ tâm thâm sâu. Tâm thâm sâu tức là phát tâm thâm nhập hơn so với trước, cầu Phật pháp cao sâu hơn, trồng Phật nhân căn lành lớn hơn, phát tâm tin kiên cố hơn. 10 thứ tâm thâm sâu là: một, tâm thanh tịnh, chân tâm chánh trì chánh kiến chẳng có ô nhiễm. 2. Tâm an trụ, tức là trang bị cảnh giới chuyển tâm tin, chẳng bị ngoại đạo dụ hoặc mà lay động. 3. Tâm nhàm xả, nhàm lìa tâm tham nhiễm. 4. Tâm lìa tham, tất nhiên đã sinh nhàm chán đối với tâm tham dục tạp nhiễm thì hẳn nhiên xả bỏ để khỏi hẳn tâm nhiễm ổ bất tịnh. 5. Tâm bất thối, tâm siêng cầu Phật đạo, tinh tấn tu học vĩnh viễn không thối chuyển. 6. Tâm kiên cố, tâm tin kiên cố, chắc chắn không nghi ngờ đối với pháp của Phật nói, không sinh tự hào sự hoài nghi. 7. Tâm minh thạnh, tâm có trí huệ thông minh hay tinh tấn, chuyên cần hướng thượng, chẳng có ngu si và vô minh. 8. Tâm dũng mãnh, tâm dũng mãnh tinh tấn tự hào không thối lùi. 9. Tâm rộng, tâm rộng rãi,
hay bao dung người, nhờ người và cung kính khiêm hòa. 10. Tâm lớn, có tâm nguyện lớn, tâm từ bi, xả mình vì người, cứu người độ đời, và tâm tu học Phật Pháp Đại Thừa, độ khắp tất cả chúng sinh. Bồ Tát phát 10 thứ tâm thâm sâu này, sẽ tiến vào địa thứ 3. Phật tử Đại Bồ Tát trụ địa thứ 3 rồi, quán tất cả pháp hữu vi như thật tướng, đó là vô thường, khổ, bất tịnh, không an ổn, bại hoại, không trụ lâu, sát na sinh diệt, chẳng theo phía trước sinh, chẳng hướng phía sau diệt, chẳng trụ ở hiện tại. Các vị đại đệ tử của Phật Đại Bồ Tát đã chứng nhập vào địa thứ 3 rồi, nương theo pháp của Đức Phật dạy tu học, quán sát tất cả pháp hữu vi, tức là tất cả pháp thế gian vận tác đều trái với tướng chân như thật tướng. Tất cả sự vật thế gian đều vô thường, sinh diệt biến hóa, hư ngụy, không có chủ. Phàm phu suốt ngày lao tâm mệt sức, chạy theo truy cầu, đều thống khổ mà không thể đắc được khoái lạc chân thật. Tất cả đều là nhiễm ô không thanh tịnh, không an ổn, phiêu bạt vô định, chẳng có nơi nào có thể lưu lại lâu dài. Tất cả sự vật chẳng có thứ gì trụ lâu mà không hoại. Do đó, người có hưng suy, vật có bại hoại. Vạn sự vạn vật không thể trụ tồn tại vĩnh viễn, càng không thể trụ lâu dài, khoảnh khắc sinh ra, khoảnh khắc liền tiêu diệt, đó gọi là sát na sinh diệt, chẳng theo phía trước sinh, chẳng hướng phía sau diệt, chẳng trụ ở hiện tại, là chỉ pháp hữu vi mà nói rõ phía trước, là đã sinh, phía sau, tương lai liền diệt, đều là đoạn tuyệt mà không thường trụ. Nhìn từ góc độ thô cạn, thì vì có trước sau liên tục, trên thực tế pháp hữu vi tự hồ vĩnh viễn không đoạn tuyệt, phía trước là phía trước, phía sau là phía sau, chưa từng theo phía trước sinh, cũng không cách chi hướng về phía sau diệt, càng không thể trụ lại ở hiện tại. Đó gọi là ba đời duyên sinh, đều là biến đổi sinh diệt vô thường, tức là đạo lý này. Lại quán pháp này không thể cứu, không chỗ nương, ở chung với lo buồn khổ não, ràng buộc với thương ghét, sầu thảm càng nhiều, không lúc nào ngừng tích tụ, lửa tham sân si thiêu đốt không ngừng, các hoạn nạn trói buộc ngày đêm tăng trưởng như huyễn không thật. Thấy như vậy rồi, nơi tất cả hữu vi càng thêm nhảm lìa, hướng về trí huệ của Phật. Thấy trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn, không gì bằng, vô lượng khó được, không tạp không não, không lo, đến được thành không sợ hãi, không lùi lại nữa, hay cứu vô lượng chúng sinh khổ nạn. Chứng nhập vào địa thứ ba, Bồ Tát phát quang địa, lại tiếp tục quan sát tất cả pháp hữu vi thế gian đều là vô thường, không thể cứu người thoát khỏi sinh già bệnh chết. Trong quá khứ sinh tồn càng không thể khiến cho con người có chỗ nương tựa, năm dài tháng nhiều, đều ở chung với lo lắng, đau buồn, gian khổ, phiền não, thương và ghét ràng buộc với nhau, khiến cho con người buồn no, chẳng có lúc nào ngừng tích tập. Lửa vô minh tham dục, sân hận ngu si thiêu đốt không ngừng. Chúng sinh bị những thứ này trói buộc, thống khổ ngày đêm tăng trưởng. Kỳ thật những thứ phiền não khổ độc này đều do tâm tạo, do nghiệp lực chiêu cảm, như huyễn như hóa, chẳng có chân thật. Bồ Tát quan sát những cảnh giới này rồi, đối với tất cả pháp hữu vi thế gian, càng sinh khởi tâm nhàm chán xa lìa, mà hướng về cầu trí huệ thù thắng của Phật. Bồ Tát biết rõ trí huệ của Phật không thể dùng tư tưởng của phàm phu để dò được, trí thế gian không thể bằng được, không cách chi tư lường được, càng không dễ gì đắc được. Trí huệ của Phật thanh tịnh, không tạp nhiễm, thanh lương tự tại, không có nhiệt não, không có sầu lo, chỉ có thường lạc. Như vậy đến được cảnh giới không sợ hãi, thì vĩnh viễn không còn thối lùi vào dòng sinh tử nữa, không trụ sinh tử mà hay cứu độ vô lượng chúng sinh khổ nạn, làm đại Phật sự chuyển nghiệp quá pháp hữu vi thành vô vi. Bồ Tát thấy trí huệ Như Lai vô lượng lợi ích, thấy tất cả hữu vi vô lượng tội lỗi hoạn nạn như vậy, liền ở nơi tất cả chúng sinh sinh ra 10 thứ tâm thương xót. Những gì là 10? Đó là thấy các chúng sinh cô độc không chỗ nương tựa mà sinh tâm thương xót. Thấy các chúng sinh bần cùng khốn khổ thiếu thốn mà sinh tâm thường xót. Thấy các chúng sinh bị ba độc thiêu đốt mà sinh tâm thường xót. Thấy các chúng sinh bị giam nhốt ở trong lòng của các cõi mà sinh tâm thường xót. Thấy các chúng sinh luôn bị che lấp chướng ngại trong rừng rập phiền não mà sinh tâm thường xót. Thấy các chúng sinh không khéo quan sát mà sinh tâm thường xót. Thấy các chúng sinh không ưa thích pháp lành mà sinh tâm thương xót. Thấy các chúng sinh mất đi các Phật pháp mà sinh tâm thường xót. Thấy các chúng sinh theo dòng sinh tử mà sinh tâm thương xót. Thấy các chúng sinh mất phương tiện giải thoát mà sinh tâm thương xót. Đó là 10. Bồ Tát nghĩ như vậy, trí huệ của Như Lai đối với chúng sinh có vô lượng đại lợi ích. Tất cả pháp hữu vi thế gian đối với chúng sinh có vô lượng tội ác, khiến cho chúng sinh thọ họa nạn.
vì nó không cứu kính, nhiễm ô. Do đó Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh sinh ra 10 thứ tâm thương xót. Những gì là 10? 1. Nhìn thấy tất cả chúng sinh đều cô độc, xa lìa Phật và sự giáo hóa của Phật, trong tâm chẳng có chỗ nương tựa mà sinh tâm thương xót. 2. Thấy chúng sinh tham cầu không nhàm chán, mà đắc được chỉ là bần cùng khốn khổ, do đó mà sinh tâm thương xót. 3. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh bị ba độc, tham sân si, lửa độc vô minh thiêu đốt làm cho điên đảo, chỉ biết muốn nhiều ham nhiều mà sinh tâm thương xót. 4. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh, sinh mạng của họ có tham có lậu, sinh tử liên tục, mà các cõi tam giới giống như lao ngục, nhốt họ tự hào không được tự do, càng không có cách gì được giải thoát. Bồ Tát do đó mà sinh tâm thương xót. 5. Bồ Tát lại nhìn thấy chúng sinh luôn luôn bị chướng ngại che đậy trong rừng rậm phiền não, không thể thoát ra khỏi được mà sinh tâm thương xót. 6. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh không biết quán sát phân biệt thiện ác, chẳng có thiện tri thức hướng dẫn, càng chẳng có cơ duyên nghe pháp, do vậy mà sinh tâm thương xót. 7. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh chẳng có chí nguyện tu học pháp lành, do đó mà sinh tâm thương xót. 8. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh chẳng biết quay về nương tựa Phật pháp, mất đi cơ hội thọ Phật giáo hóa mà sinh tâm thương xót. 9. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh theo dòng nghiệp sinh tử, luân hồi trong sáu nẻo không ngừng mà sinh tâm thương xót. 10. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh chẳng biết tìm cầu Phật pháp, chứng được Bồ đề, càng không thể được tự tại rốt ráo, chỉ luôn chạy theo dòng sinh tử biến đổi, gặp tà kiến trí thức, mất đi hạnh tin chánh trì chánh kiến và mất đi pháp môn phương tiện giải thoát, do đó mà sinh tâm đại thương xót. Đó là 10 thứ tâm thương xót của Bồ Tát trụ phát quang địa phát sinh đối với tất cả chúng sinh. Bồ Tát thấy cõi chúng sinh vô lượng khổ não như vậy, phát sinh 10 đại tinh tấn, bèn nghĩ như vậy: những chúng sinh này tôi phải cứu, tôi phải giải thoát, tôi phải thanh tịnh, tôi phải độ, tôi phải đặt họ nơi an lành, phải khiến cho họ an trụ, phải khiến cho họ hoan hỷ, phải khiến cho họ có tri kiến, phải khiến cho họ được điều phục, phải khiến cho họ được niết bàn. Bồ Tát thấy cõi chúng sinh có nhiều khổ não như vậy, bèn phát tâm dũng mãnh, tinh tấn tu học Phật đạo, phát ra 10 đại tinh tấn. 1. Tôi nhất định phải cứu họ ở trong sự cô độc khổ sở, khiến cho họ trên đường tử tôn dưới lợi hàm thức. 2. Phải khiến cho họ giải thoát ra khỏi bần cùng khốn khổ, làm cho họ biết đủ và lìa bỏ tâm tham dục. 3. Tôi phải khiến cho họ thấu rõ phương pháp định trị ba độc, làm cho họ đạt đến nơi mát mẻ. 4. Tôi phải tiếp dẫn họ thoát khỏi sự ám chướng dày đặc, thấy được ánh sáng quang minh. 5. Tôi phải cứu họ ra khỏi lao ngục sinh tử, khiến cho họ diệt trừ được lửa độc tham sân si, từ bỏ tất cả quả khổ, được chân chánh thanh tịnh. 6. Tôi phải hướng dẫn họ biết rõ thị phi, bỏ ác theo thiện, khiến cho họ an trụ lâu dài ở trong thế giới của Phật giáo hóa. 7. Khiến cho họ đắc được khoái lạc chân thật. 8. Khiến cho họ xả bỏ tất cả tập khí ác thuở xưa mà đắc được chánh trì chánh kiến. 9. Khiến cho họ thân tâm được điều phục, phát tâm đại thừa cầu vô thượng Bồ đề. 10. Khiến cho họ đắc được phương tiện giải thoát cùng với vui niết bàn tịch tĩnh. Bồ Tát nhằm lìa tất cả pháp hữu vi như vậy, thương xót tất cả chúng sinh như vậy, biết trí nhất thiết trí thủ thắng lợi ích, muốn nương vào trí huệ Như Lai để cứu độ chúng sinh. Bồ Tát suy nghĩ các chúng sinh đó đã ở trong khổ lớn phiền não, dùng phương tiện gì để được cứu độ, khiến cho họ trụ nơi an vui niết bàn rốt ráo. Bồ Tát thấy tất cả pháp hữu vi trên thế gian đều đầy rẫy tội ác tà kiến, cho nên Ngài từ bỏ pháp thế gian. Nhưng Bồ Tát không lo cho riêng mình, Ngài nghĩ đến chúng sinh tối tăm vô tri, bèn sinh tâm từ bi thương xót chúng sinh. Ngài biết chỉ có Phật pháp mới có đủ công đức thù thắng, mới có thể ban cho chúng sinh lợi ích đặc biệt nhất. Ngài bèn nương tựa vào Phật pháp, dùng trí huệ tối thượng của Phật để cứu độ hết thảy chúng sinh trong sáu nẻo. Ngài lại suy nghĩ như vậy: những chúng sinh này đã bị đọa vào trong biển khổ lớn của phiền não, tôi phải dùng pháp môn phương tiện nào để cứu độ họ mới có thể khiến cho những chúng sinh đó đắc được an vui niết bàn chân thật viên mãn rốt ráo. Bồ Tát bèn nghĩ muốn độ chúng sinh khiến cho họ trụ niết bàn, không lìa trí giải thoát vô chướng ngại. Chỉ giải thoát vô chướng ngại, không lìa tất cả pháp giác ngộ như thật, tất cả pháp giác ngộ như thật, không lìa khéo léo đa văn. Bồ Tát quán sát biết như vậy rồi, đối với chánh pháp càng thêm siêng năng tu tập, ngày đêm chỉ muốn nghe pháp, vui với pháp, ưa thích pháp, nương theo pháp, tùy thuộc vào pháp, hiểu rõ pháp, thuận theo pháp, đến với pháp, trụ nơi pháp, hành theo pháp. Bồ Tát lại nghĩ như vậy:
Nếu muốn độ những chúng sinh này khiến cho họ trụ ở trong lý thể thật tế Niết Bàn, phải giáo hóa họ minh bạch trí huệ giải thoát không chướng ngại, mới chân chánh lìa khổ được vui. Muốn thấu rõ trí huệ giải thoát không chướng ngại thì không thể lìa khỏi tất cả pháp của Phật nói. Đối với pháp của Phật nói, phải biết như thật, giác như thật, hành như thật mới có thể lìa tất cả khổ, mới có thể bỏ mê về giác, hưởng tất cả khoái lạc chân thật. Chân chánh biết tất cả pháp như thật, giác như thật, hành như thật thì không thể lìa khỏi Phật pháp, tu học tất cả hạnh môn và còn phải chứng được cảnh giới thanh tịnh vô sinh pháp nhẫn mới có thể phát ra ánh sáng trí huệ. Ánh sáng trí huệ vô sinh này là từ công phu thiền định mà ra, từ không chấp trước nương tựa ra vào trong định huệ vô ngại mà đắc được. Dùng trí huệ này quan sát tất cả lý sự thế xuất thế gian. Diệu quan sát trí tự tại này không thể lìa khỏi đa văn. Ý nghĩa khéo léo đa văn nghĩa là không chấp lý tướng nghe, chỉ có đa văn mới có thể phát trí huệ thủ thắng giống như Phật. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, quán tưởng thấu rõ như vậy rồi, càng tăng thêm nỗ lực dũng mãnh tinh tấn, chuyên cần tu học chánh pháp của Phật nói, chỉ nguyện được nghe Phật pháp, được nghe rồi hoan hỷ đặc biệt, nương theo pháp tu hành, tùy thuận Phật pháp độ tất cả chúng sinh, thấu rõ Phật pháp dùng để giáo hóa tất cả chúng sinh, thuận theo các pháp thật tướng, đạt đến pháp rốt ráo bờ bên kia, trụ pháp niết bàn, hành pháp vô ý. Bồ Tát siêng cầu Phật pháp như vậy, hết thảy châu báu tiền tài đều không sánh tiếc, không thấy có vật nào quý giá khó có được, chỉ có thể nói Phật pháp đối với người sinh ý tưởng khó gặp. Do đó Bồ Tát đối với nội ngoại tài, vì cầu Phật pháp đều xả thí được, không có sự cung kính nào mà không làm được, không có sự kiêu mạn nào mà không xả được, không có thừa sự nào mà không làm được, không có sự cần khổ nào mà không thọ được. Nếu nghe một câu pháp nào mà chưa từng nghe, bèn sinh đại hoan hỷ, còn hơn là trong 3.000 đại thiên thế giới đầy rẫy châu báu. Bồ Tát tinh tấn siêng năng như vậy, thâm nhập nghiên cứu Phật pháp, đối với vật ngoài thân và hết thảy tất cả châu báu tiền tài quý giá, chẳng có một chút gì mà không xả bỏ được. Ngài tự nghĩ như vậy, trên thế gian chẳng có một vật gì quý giá, chẳng có một vật gì khó tìm, khó cầu. Chỉ có người giảng chánh pháp của Phật mới khó gặp khó thấy, cho nên Bồ Tát vì cầu Phật pháp vô thượng, đối với nội tài, đầu mắt tùy não, ngoại tài, đất nước và con châu báu của mình, đều rộng thực hành, bố thí tư hào không giữ lại. Ngài rất cung kính đối với chư Phật, không có cử chỉ hành động nào không thành khẩn, biết thời biết phận. Đối với bất cứ người nào cũng đều không có chút tâm kiêu ngạo tự cao tự đại, tùy thời đều hòa nhàn duyệt sắc. Cúng dường thừa sự chư Phật, chưa từng nói là khổ sở hoặc một lời oán trách nào, cũng chưa từng nói có việc gì đó làm không được. Bất cứ việc gì lớn nhỏ thô tế đều đích thân đi làm không giải đãi. Nếu như nghe được một câu Phật pháp mà trước kia chưa từng nghe qua, thì Ngài rất hoan hỷ mãn nguyện vô cùng, còn hơn là đắc được 3.000 thế giới đầy rẫy châu báu. Nếu nghe một bài kệ chánh pháp chưa từng nghe, Bồ Tát sinh tâm đại hoan hỷ, còn hơn là được ngồi chuyển luân thánh vương. Nếu được nghe một bài kệ mà chưa từng nghe mà có thể thanh tịnh Bồ Tát hạnh, còn hơn được ngồi đế thích phạm vương, trụ vô lượng trăm ngàn kiếp. Nếu có người nói, tôi có một câu pháp của Phật nói có thể thanh tịnh Bồ Tát hạnh, nếu Ngài có thể vào hầm lửa đớn thọ khổ, tôi sẽ cho Ngài. Bây giờ Bồ Tát nghĩ như vậy, tôi nhỏ một câu pháp của Phật nói để thanh tịnh Bồ Tát hạnh. Giả sử trong 3.000 đại thiên thế giới đầy lửa lớn, tôi còn muốn từ cõi trời phạm thiên nhảy xuống để lấy bài kệ, hà huống là hầm lửa nhỏ mà không vào được. Hiện tại tôi vì cầu Phật pháp phải thọ tất cả các sự khổ địa ngục, hà huống các khổ não nhỏ trong thế gian. Giả sử được nghe một bài kệ chánh pháp mà trước kia chưa từng nghe, bài kệ có câu chữ nhất định, 4 câu làm một bài kệ, mỗi câu 4 chữ, 5 chữ hoặc 7 chữ vân vân không giống nhau. Bài kệ có lúc dùng để thuật lại những gì đã nói ở trước, đúc kết lại ý nghĩa đã nói ở trước, có lúc dùng để khen ngợi đức hạnh của bậc thánh nhân. Trong tâm Bồ Tát lập tức sinh khởi tâm đại hoan hỷ, sự hoan hỷ đó còn vui mừng hơn là được ngồi chuyển luân thánh vương. Giả sử được một bài kệ mà trước kia chưa từng nghe qua, có thể trợ giúp thấu hiểu nghĩa lý trong quá khứ chưa từng hiểu biết, khiến cho minh bạch chân chánh, hoặc trợ giúp thanh tịnh hạnh của Bồ Tát tu, khiến cho hạnh giải viên mãn, thì lúc đó trong tâm Bồ Tát rất vui mừng, còn hơn là được ngồi đế thích phạm vương. Dù đế thích phạm vương có thể hưởng phước báo vô lượng trăm ngàn kiếp, Bồ Tát thà bỏ ngôi đế thích phạm vương để nghe chánh pháp. Các vị có cơ hội nghe Phật pháp, đây là điều khó được.
đều do trong đời quá khứ đã trồng xuống hạt giống tan lành, dù đã may mắn được nghe Phật Pháp, vẫn còn phải biết thọ dụng như thế nào, hay thọ dụng được giống như uống được cam lồ, nếu được thức ăn ngon. Nếu không thọ dụng được, sẽ cảm giác thiếu mùi vị, thậm chí cảm giác mệt mỏi, nhàm chán. Đây có nghĩa là hàng ngày nghe, cũng không biết thế nào là Phật Pháp chân chánh, không biết sự quý giá và diệu dụng của Phật Pháp, cũng giống như không nghe. Bồ Tát xem nhẹ tiền tài, xả bỏ ngôi vua mà kính phận trọng Pháp. Nếu có người nói, tôi có một câu Pháp mà Phật đã nói trong quá khứ có thể trợ giúp bạn thanh tịnh hạnh môn tu học của Phật Bồ Tát. Giả sử hiện tại bạn vì cầu Pháp mà dám nhảy vào hầm lửa lớn, thọ thống khổ, khó nhẫn chịu được thì tôi nhất định sẽ chuyển cho bạn. Bồ Tát nghe lời đó rồi tầm nghĩ, vì đắc được một câu Pháp mà Phật đã nói trong quá khứ có thể trợ giúp tôi tịnh trị viên mãn hạnh môn của Bồ Tát tu. Dù trong 3.000 thế giới đều đầy rẫy hầm lửa lớn, tôi cũng muốn từ trên cõi trời Đại Phạm Thiên nhảy xuống để đổi lấy câu Phật Pháp đó. Hà huống hiện tại chỉ là một hầm lửa nhỏ, sao lại không dám nhảy vào? Chỉ cần đắc được Phật Pháp, dù phải vào địa ngục thọ các thống khổ, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hà huống chỉ là những khổ não nhỏ ở nhân gian, vì câu Phật Pháp tôi thà xả bỏ mạng sống của mình. Bồ Tát phát tâm chuyên cần tinh tấn cầu Phật Pháp như vậy, như chỗ đã được nghe đều quan sát tu hành. Bồ Tát đó được nghe Pháp rồi nhiếp tâm an trụ nơi chỗ vắng suy nghĩ. Như theo lời Phật dạy tu hành thì mới đắc được Phật Pháp, chứ chẳng phải miệng nói mà được thanh tịnh. Phật tử khi Bồ Tát đó trụ tại Phát Quang Điện này, bèn lìa pháp dục ác bất thiện, có giác có quán, lìa sinh hỷ lạc trụ sơ thiền. Diệt giác quán, bên trong tịnh nhất tâm, không giác không quán, định sinh hỷ lạc trụ đệ nhị thiền, địa hỷ trụ xả, có niệm chánh tri, thân thọ lạc. Các bậc thánh đã nói, hay xả bỏ, có niệm thọ lạc, trụ đệ tam thiền. Đoạn lạc, trước hết trừ khổ, diệt mừng lo, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, trụ đệ tứ thiền. Bồ Tát đó phát tâm chuyên cần tinh tấn, vì cầu Phật Pháp như vậy, thà xả bỏ tài vật đất nước mạng sống, y theo Phật Pháp Ngài đã nghe được, thâm nhập nghiên cứu, cùng hành thực tiễn, thiết thực tu hành. Bồ Tát nghe được chánh pháp vô thượng rồi, thu nhiếp tâm tán loạn, an nhiên tự tại trụ nơi thanh tịnh, nơi chẳng có người qua lại, bèn suy nghĩ. Ý chiếu theo phương pháp tu hành của Phật nói mới có thể chứng được cảnh giới của Phật Pháp, tu học tất cả hạnh môn của Bồ Tát, chẳng phải nói ngoài miệng, mà không thật tế thâm nhập thể nghiệm, thì sẽ đạt đến cảnh giới thanh tịnh của Bồ Tát. Cả vị đệ tử của Phật, Bồ Tát trụ tại địa thứ ba, Phát Quang Địa, đều đã lìa khỏi tất cả phiền não, lỗi lầm họa hoạn của năm dục, dứt trừ hẳn 10 điều ác và trí huệ bất thiện, trừ sạch 5 cái tham sân thụy miên, trạo cử nghi pháp và tất cả tà trì tà kiến, có giác có quán. Bồ Tát biết được sự tổn hại của các điều ác đối với tâm tánh và nhân quả tạo nghiệp, tiến tới phương pháp quan sát suy ngẫm xa lìa, tu hành cầu chứng, tức biết trừ sạch ác tri thức tham dục 10 điều ác, đang được thành tịnh, do đó mà khởi tâm đại hoan hỷ, thân tâm vui mừng, đắc được an khinh an mát mẻ của sự giải thoát, an nhiên tự tại trụ nơi trời sơ thiền ly sinh hỷ lạc địa. Ý nghĩa chữ sơ là bước thứ nhất từ dục giới hướng thượng tiến nhập vào nơi địa dục giới gần nhất. Sơ thiền là giai đoạn thứ nhất của công phu tu thiền, diệt giác quán, diệt trừ tất cả tư tưởng ác, lìa khỏi phiền não chướng khiến cho trong tâm được thanh tịnh, tức đã trừ khử tất cả tư tưởng ác liền được định. Lúc này sinh ra niềm vui hỷ duyệt tự tại, an nhiên trụ đệ nhị thiền, đây gọi là định sinh hỷ lạc địa. Tại sao gọi là định sinh? Vì đã đạt đến cảnh giới thủ thắng tịch tĩnh của tâm ngừng giác quán, tiến một bước nữa cũng lìa hỷ, chẳng chấp vào xả, không mất chánh niệm mà có chánh tri, thân tâm thư tái, thọ vui khinh an. Cảnh giới này chỉ có đệ tử Phật chân chánh mới có thể thọ nhận chánh pháp của chư Phật nói, hay xả bỏ sự ràng buộc, hữu niệm thọ lạc, được chân chánh giải thoát thắng lạc, an nhiên trụ nơi đệ tam thiền. Nhờ hay xả có niệm nên gọi ly hỷ diệu lạc địa. Đến được cảnh giới ly hỷ diệu lạc địa rồi, tiến tới một bước tất cả lạc vui cũng đoạn trừ, lại tiến tới trừ khử đi khổ vui lo diệt các thứ tâm lý. Lúc này không khổ không lạc, không động không thọ, bất cứ cảnh giới nào lay chuyển, cho đến niệm cũng xả bỏ nên gọi là xả niệm thành tịnh. Bồ Tát thân tâm thư thái an trụ nơi tứ thiền xả niệm thành tịnh địa.
vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không nhớ các thứ tưởng, vào vô biên hư không, trụ hư không vô biên xứ, vượt qua tất cả hư không vô biên xứ, vào vô biên thức, trụ thức vô biên xứ, vượt qua tất cả thức vô biên xứ, vào vô thiểu sở hữu, trụ vô sở hữu xứ, vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, trụ phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, nhưng vì tùy thuận pháp hành mà không chấp trước sự vui thích. Bồ Tát đạt đến cảnh giới trời tứ thiền, đó thật là một niệm không sinh toàn thể hiện, sáu căn hốt động bị mây che, lúc này vượt qua khỏi tất cả sắc và tưởng, tức cũng là lìa khỏi hết thảy chướng, cho đến pháp đối đãi cũng chẳng còn, là tuyệt đối, cho nên chẳng còn tưởng, niệm cũng diệt mất, không nhớ tưởng gì hết, do đó tâm dừng niệm bạt phú quý thật, tư dục rất sạch, giàu sang thật. Tâm an hư không định, thọ lợi ích vô thượng, đến cảnh giới này thâm tâm và hư không, dùng mà làm một, không người không ta cho đến thái không cũng không có, nên nói trụ hư không vô biên xứ, dùng làm ý chỉ, tiến thêm một bước vượt qua tất cả hư không vô biên xứ, lìa hư không vô biên xứ, trụ không chỗ trụ, xứ không xứ sở. Tuy nói là trụ hư không vô biên xứ, kỳ thật đã vượt ra ngoài hư không. Ngoài hư không lại như thế nào? Người chưa đến cảnh giới này không cách chi thuyết minh, tức là trong kinh nói, trong không có thân tâm, ngoài không có thế giới, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Tứ không xứ là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tiến vào vô biên thức, thức cũng vô biên, hư không chẳng còn, nhưng vẫn còn thức. Có thức mới chưa hoàn toàn không, cho nên nói vào vô biên thức, trụ vô biên thức xứ. Lại vượt qua thức vô biên xứ, tiến vào cảnh giới vô sở hữu. Ở trước nói là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, hiện tại nói là vô sở hữu xứ. Trong cảnh giới này gì cũng chẳng còn nữa, niệm cũng vô niệm, thức cũng vô thức. Không cũng chẳng không, cho đến chút chấp trước cũng chẳng còn nữa. Cho đến nhớ về thân tâm của chính mình cũng đều không, sao lại còn phiền não gì nữa. Cho nên nói Bồ Tát vượt qua hết thảy vô sở hữu xứ, hết thảy mọi nơi, trụ vào phi hữu tưởng, chẳng có tưởng, phi vô tưởng, chẳng không tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, không tưởng, không không tưởng. Tức chẳng phải có tưởng, cũng chẳng phải không tưởng, đã vượt qua có không. Song Bồ Tát vẫn tùy thuận vào bản thể của tất cả chánh pháp, việc làm không có chút chấp trước nào của kẻ phàm phu và của người tiểu thừa, tức không lay chuyển giữa hữu ái vị, cũng không vui thích chấp pháp ở trong cảnh giới tứ thiền tứ không. Phật tử, tâm của Bồ Tát này tùy nơi từ rộng lớn, vô lượng không hai, không oán không đối, không chướng không não, đến khắp tất cả mọi nơi, tận pháp giới hư không giới, khắp tất cả thế gian, trụ bi hỷ xả cũng lại như thế. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, cả vị đại đệ tử của Phật, Bồ Tát chứng được địa thứ ba, ngài chỉ có một tấm lòng từ bi vào từ tâm tam muội, toàn tâm dạy dỗ chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được niềm vui chân chánh của pháp. Tâm của ngài khoát nhiên, cho nên ngài duyên vô lượng cảnh, tức là vận dụng từ bi hỷ xả bốn tầm vô lượng. Lúc này thiền duyệt pháp hỷ, chẳng một chẳng hai, chẳng có gì khác biệt. Trong tâm của ngài chẳng có kẻ oán người thân, cũng không đối trị, quét trừ tất cả chướng che, cũng hóa trừ hết thảy phiền não. Ngài có thể dọc cùng tam tế, ngang khắp hư không, đạt đến vô lượng thế gian không thể đếm biết được. Tâm tưởng như vậy, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cũng rộng lớn, vô ngại, vô lượng, không hài như thế, khắp cùng tất cả mọi nơi, tất cả thế gian. Bồ Tát này cũng hộ niệm chúng sinh giống nhau, cứu khổ chúng sinh giống nhau, bàn vội mãn nguyện tâm tử cứu tế. Phật tử, Bồ Tát này được vô lượng sức thần thông, có thể chấn động đại địa, dùng một thân làm nhiều thân làm một thân, hoặc ẩn hoặc hiện. Đá tường núi, ngăn tre, qua lại vô ngại, giống như hư không. Ở trong hư không ngồi kiết già mà đi, giống như chim bay, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, thân phun khói lửa như đám lửa lớn, lại mưa nước xuống giống như mây lớn. Mặt trời mặt trăng ở trong hư không, có oai lực lớn mà có thể dùng tay giở đụng bưng nắm, thân của ngài tự tại cho đến phạm thiên. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, ca vị đại đệ tử của Phật, Bồ Tát tu chứng đến địa thứ ba, ngài đã đắc được vô lượng sức thần lực diệu dụng, sáu thứ thần thông đều đã đầy đủ: một thiền nhãn thông, hai thiền nhĩ thông, ba thần túc thông, bốn tha tâm thông, năm túc mạng thông, sáu lậu tận thông. Ngài có thể khiến cho đại địa chấn động, sáu thứ chấn động là: một động,
Hải Dũng, Bà Khởi, Bốn Trấn, Năm Hống, Sáu Kích. Ba cái trước thuộc về tướng, ba cái sau thuộc về thanh. Ngài lại có thể dùng một thân Bồ Tát biến hóa thành nhiều thân Bồ Tát, lại có thể dùng nhiều thân Bồ Tát tụ về làm một. Do đó, một làm nhiều, nhiều làm một. Nhiều không ngại một, một không ngại nhiều, một nhiều vô ngại. Có không vô ngại, hay ẩn hay hiện, ẩn hiện, vô ngại. Dù đá tường núi cứng chắc cũng không thể chướng ngại Ngài qua lại, vì Ngài đã đạt đến cảnh giới, thân tâm như hư không. Ngài có thể ở trong hư không ngồi kiết già mà đến đi tự như, không cần bất cứ công cụ giao thông nào, phương tiện tự tại giống như chim bay. Ngài có thể đi vào trong lòng đất dễ dàng giống như đi vào nước. Ngài lại có thể đi trên nước an ổn giống như đi trên đất bằng. Ngài lại có thể từ trong thân phun ra lửa, từ xa trông giống như đám lửa lớn cháy, và trong thân có thể phun ra rất nhiều nước, giống như mưa xuống, nhìn lại giống như đám mây dày đặc trên bầu trời. Mặt trời và mặt trăng lơ lửng ở trong hư không, Ngài cũng có oai lực thần diệu, có thể tùy ý dùng tay giở dẫm nắm lấy. Thân tâm của Ngài an nhiên tự tại, tùy ý biến hóa tự do, đến đi nơi phạm thiên và khí thế gian không có gì mà không làm được, không có chỗ nào mà không đến được. Bồ Tát này thiện nhĩ thanh tịnh hơn tai người, đều nghe hết thảy âm thanh trời người hoặc gần hoặc xa, cho đến những tiếng muỗi mỏng cũng đều nghe được. Bồ Tát Tam Địa có thiền nhĩ thông thanh tịnh không nhiễm, cơ năng nghe hơn tai người phàm phu, cao diệu không cách chi nói ví dụ được, không màng là ở nhân gian hoặc trên trời, hoặc xa không bờ mé hoặc gần ở trước mắt, không màng là âm thanh lớn nhỏ, Ngài đều nghe rất rõ ràng, thậm chí tiếng con muỗi đến con mỏng, tiếng những côn trùng nhỏ, Ngài cũng đều nghe rất rõ ràng. Bồ Tát này dùng tha tâm trí, biết tâm chúng sinh như thật, như là có tâm tham thì biết có tâm tham như thật, lìa tâm tham thì biết lìa tâm tham như thật, có tâm sân lìa tâm sân, có tâm si lìa tâm si, có tâm phiền não không có tâm phiền não, tâm nhỏ tâm rộng tâm lớn, tâm vô lượng tâm lược, tâm không lược, tâm tán tâm không tán, tâm định tâm không định, tâm giải thoát tâm không giải thoát, tâm hữu thượng tâm vô thượng, tâm tạp nhiễm tâm không tạp nhiễm, tâm rộng tâm không rộng, đều biết như thật. Bồ Tát dùng tha tâm trí biết tâm chúng sinh như vậy. Bồ Tát Đệ Tam Địa có tha tâm trí giống như tha tâm thông. Tha tâm trí huệ này vốn ai ai cũng đều có, chỉ là không thể hiện ra hoặc hiện ra không rõ ràng. Nếu hay tu hành trừ khử sạch tâm nhiễm ô thì tự nhiên tha tâm trí sẽ hiện tiền. Bồ Tát do có tha tâm trí cho nên biết hết thảy tâm chúng sinh. Chỗ Ngài biết là bản thể chân thật, chẳng phải là huyễn tượng, tựa thị mà phi. Giống như những chúng sinh có tâm tham thì Bồ Tát biết rõ họ tham cái gì. Một đời tham tài thì khổ cực suốt đời, cuối cùng vì tài mà chết. Một đời tham sắc, thấy sắc đẹp thì chẳng tiếc mạng sống, tiền tài danh vọng, bất chấp thủ đoạn theo đuổi không bỏ, cuối cùng chết vì sắc. Một đời tham danh, đi đâu cũng muốn nổi danh, tự mình quảng cáo, đến đâu cũng cổ suý tài năng mỹ đức của mình, mùa dành chuộc tiếng khen. Kết quả ai ai trông thấy cũng sinh sợ mà xá dài bỏ chạy. Cuối cùng chẳng cầu được danh tốt, ngược lại làm cho vất vả một đời. Còn có người một đời tham ăn, loại người này nghe nói đến thức ăn ngon thì cổ họng phát ngứa, rủ dây bạn bè tụ lại ăn uống, cuối cùng vì do tham ăn mà chết. Giống như gần đây có vị tăng tên là Tô Mạn Thù chết do tham ăn. Còn có người suốt đời tham ngủ, loại người này rất buồn cười. Họ chẳng tham tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon mà chỉ thích ngủ. Bất cứ ở đâu họ cũng đều ngủ ngon lành, đứng hoặc ngồi cũng đều ngủ thoải mái, hồ đồ ngủ cho đến chết, việc thiên hạ đều bỏ ngoài đầu. Những thứ mà bệnh tham này Bồ Tát đều biết rõ, cũng đối trị được tốt lành. Có những chúng sinh ban đầu khởi lòng tham mà không biết chán, về sau gặp bậc thiện tri thức bền giác ngộ, từ đó về sau không còn tham nữa. Bồ Tát cũng biết rõ ràng tập tánh của những chúng sinh đó, cho nên nói, có tâm tham biết có tâm tham như thật, lìa tâm tham biết lìa tâm tham như thật. Có những chúng sinh tâm sân rất nặng, thấy bất cứ người nào, bất cứ việc gì, họ cũng đều không hài lòng, không thuận mắt, toàn thân giống như trang bị đầy hỏa dược, đúng thời bèn phát nổ, nóng giận rất lớn, làm cho mọi người sợ. Song hốt nhiên khi họ giác ngộ rồi, thì họ sẽ thay đổi, dần dần lìa tâm sân, Bồ Tát cũng sẽ biết. Có những chúng sinh ngu si, việc gì cũng cho rằng đúng, làm chuyện điên đảo, không rõ thị phi, ngu muội vô tri. Một khi gặp được bậc thiện tri thức khai thị thì theo thiện như nước chảy lìa khỏi ngu si. Lại có những chúng sinh
Việc gì cũng phiền não, suốt ngày phiền não, không buông bỏ đặng, ở đâu cũng không như ý, do đó mà phiền não được chết đi sống lại. Nếu như một khi giác ngộ biết tất cả đều là hoa trong không trăng dưới nước, thì họ sẽ lìa bỏ phiền não, tâm không phiền não sẽ an nhiên tự tại. Còn có những chúng sinh tâm nhỏ, suốt đời việc gì họ cũng tiểu tâm cẩn thận. Cũng có thể nói lượng tâm nhỏ, khí lượng hẹp hòi, tâm rộng. Chúng sinh này một đời lớn mà hóa, cây thù lá lớn không tính toán so đo. Tâm lớn, rộng rãi đại lượng không tính toán so đo. Tâm vô lượng tức là tâm không thể nào tính lường. Tâm lược, tâm đơn giản không cân nhắc tính toán. Tâm không lược, tâm không đơn giản. Tâm tán loạn không tập trung. Tâm không tán loạn tức là tâm định. Tâm định, tâm không tán loạn mà có định lực. Như như bất động, tâm không định, tâm tán loạn chẳng có định lực. Tâm giải thoát, tâm tự do tự tại đã nhìn xuyên thủng buông bỏ. Tâm không giải thoát, tâm không tự do mà bị ràng buộc. Tâm hữu thượng tức là tâm của tất cả Bồ Tát phát ra. Tâm vô thượng là tâm Phật, tâm cao thượng này không có gì sánh bằng. Tâm tạp nhiễm tức là tâm phàm phu có sự nhiễm ô. Tâm không tạp nhiễm, tâm chẳng có sự nhiễm ô mà là thanh tịnh, tức cũng là tâm của bậc thánh. Tâm rộng, tâm trạng vô cùng rộng rãi. Tâm không rộng tức là tâm lượng hẹp hòi. Ở trên là đủ thứ tâm tánh khác nhau của chúng sinh. Bồ Tát ngài đều thấu hiểu rõ ràng thanh tịnh. Bồ Tát dùng tha tâm trí biết tâm tánh của chúng sinh như thật, tuyệt đối không phỏng đoán. Bồ Tát này nhớ biết vô lượng túc mạng khác nhau, đó là nhớ biết một đời, nhớ biết hai đời, ba đời, bốn đời cho đến mười đời, hai mươi, ba mươi cho đến trăm đời, vô lượng ngàn đời, vô lượng trăm ngàn đời, kiếp thành kiếp hoại, kiếp thành hoại, vô lượng kiếp thành hoại. Tôi từng ở trong xứ đó, tên như vậy, họ như vậy, chủng tộc như vậy, ăn uống như vậy, thọ mạng như vậy, ở lâu như vậy, khổ vui như vậy. Tôi chết ở đó, sinh vào xứ nọ, từ xứ nọ chết, sinh vào nơi kia, hình trạng như vậy, tướng mạo như vậy, tiếng nói như vậy, quá khứ vô lượng khác biệt như vậy, thảy đều nghĩ nhớ hết. Trong tầm niệm của vị Bồ Tát này, biết được rất nhiều sự việc trong quá khứ. Trong đời quá khứ, vận mạng đời đời kiếp kiếp khác nhau, sự việc một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, trăm đời, vô lượng trăm đời, vô lượng ngàn đời, vô lượng trăm ngàn đời, thảy đều thấy rõ như chỉ bàn tay. Sự việc thế gian kiếp thành kiếp hoại, kiếp thành hoại, vô lượng số kiếp thành hoại ngài đều biết rõ. Như tôi đã từng sinh ra tại nơi nào, tên là gì, họ gì, sinh vào dòng dõi gì, tôi ở đó ăn uống gì, tôi đều nhớ hết. Tôi chết ở đó lại sinh vào chỗ nào, chết ở đâu rồi lại sinh vào chỗ nào, hình trạng thuở xưa của tôi ra sao, tướng mạo như thế nào, tiếng nói như thế nào. Những sự việc như vậy trong quá khứ không thể tính đếm được số thời gian, cảnh giới hiện ra khác nhau, tôi đều nhớ rõ hết, rõ ràng như ở trước mắt. Bồ Tát này thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người thường, thấy các chúng sinh khi sinh khi chết, sắc tốt, tốt sắc xấu, hướng về đường lành, hướng về đường ác, tùy theo nghiệp mà đi. Nếu chúng sinh đó thành tựu hạnh ác của thân, thành tựu hạnh lời nói ác, thành tựu hạnh ác của ý, phỉ báng thánh hiền đầy đủ tà kiến và nhân duyên nghiệp tà kiến, thì thần hoại mạng chung sẽ đọa vào đường ác, sinh vào trong địa ngục. Nếu chúng sinh đó thành tựu hạnh lành của thân, thành tựu hạnh lành của lời nói, thành tựu hạnh lành của ý, không phỉ báng thánh hiền đầy đủ chánh kiến, nhân duyên nghiệp chánh kiến, thì thần hoại mạng chung sẽ sinh vào đường lành ở cõi trời. Thiên nhãn của Bồ Tát đều biết như thật. Vị Bồ Tát đệ tam điện này tu hành, ngài cũng tu chứng được thiên nhãn thông, quan sát được sự vật vi tế rất xa, không giống như phàm phu chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vị thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt của người thường, ngài nhìn thấy được hết thảy chúng sinh, sinh như thế nào, chết như thế nào, là sắc tốt hay là sắc xấu, sinh vào đường lành hay là sinh vào đường ác, đó là tùy thuộc vào nghiệp nhân của chính chúng sinh tự tạo ra mà chiêu cảm. Bồ Tát đều nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu như chúng sinh đó đã từng phạm hạnh ác của thân, tức là tội sát sinh trộm cắp tà dâm, khi nghiệp ác của họ chín mùi thì sẽ theo nghiệp ác mà đi vào đường ác. Nếu thành tựu nghiệp lời nói ác, vì họ đã từng phạm tội nói hai lưỡi, chỉ mắng thêu dệt nói dối, hoặc thành tựu nghiệp ác của ý, vì đó họ đã từng phạm nghiệp ý tham sân si, hoặc họ đã từng phỉ báng thánh hiền vì trong đầu họ đầy rẫy tà trì tà kiến, do tài trị tà kiến tạo ra nghiệp ác, đến khi mạng sống của họ hết thì phải đọa vào đường ác, sinh vào trong địa ngục thọ khổ. Nếu như chúng sinh đó không phạm tội lỗi sát sinh trộm cắp tà dâm,
thì họ sẽ thành tựu nghiệp lành của thân. Chẳng tạo ra khẩu nghiệp thì thành tựu nghiệp lành của lời nói. Chẳng tạo ra nghiệp của ý thì sẽ thành tựu nghiệp lành của ý. Không phỉ báng thánh hiền một đời đều đầy đủ chánh kiến. Do chánh trì chánh kiến đến khi mạng chung thì nhất định sẽ sinh vào đường lành, được sinh về cõi trời hưởng phước trời, hoặc sinh vào gia đình giàu sang phú quý ở nhân gian, làm bậc vua chúa. Những sự việc ở trên Bồ Tát dùng thiên nhãn của Ngài đều thấy rất rõ ràng mà còn đúng như thật. Bồ Tát này nơi các thiền tam muội tam ma bát đề có thể nhập, có thể xuất, nhưng không tùy theo sức thiền định mà thọ sinh, chỉ tùy theo có thể viên mãn nơi bồ đề phần, dùng ý nguyện lực mà thọ sinh trong đó. Vị Bồ Tát này ở trong tam muội tứ thiền tứ vô lượng hoặc ở trong pháp môn trì quán tam ma bát đề có thể nhậm vận tự tại, tùy ý mà nhập, tùy ý mà xuất. Ngài không dùng sức thần thông của Ngài đi thọ sanh. Ngài cũng không lựa chọn nơi tịnh uế, mà là tùy theo có thể viên mãn nơi bồ đề phần, dùng nguyện lực thuở xưa mà Ngài đã phát ra để tùy ý thọ sinh. Bồ Tát thọ sinh là vì viên mãn nguyện lực của Ngài, chứ không phải bị nghiệp lực ràng buộc mà thọ sinh. Phật tử, Bồ Tát này trụ phát quang địa, do nhờ nguyện lực nên thấy được nhiều vị Phật, thấy nhiều trăm vị Phật, thấy nhiều ngàn vị Phật, thấy nhiều trăm ngàn vị Phật, cho đến thấy nhiều trăm ngàn ước na do tha vị Phật, đều dùng tâm rộng lớn, tâm thâm sâu, cung kính, tôn trọng, thừa sự cúng dường, y phục, thức ăn uống, tọa cụ, thuốc thang, tất cả đồ tứ sanh, thảy đều dâng cúng, cũng cúng dường lên tất cả chúng tăng, đem căn lành này hồi hướng về vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Phật tử, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, khi vị Bồ Tát này trụ tại phát quang địa, nhờ nguyện lực thuở xưa Ngài đã phát ra, có thể thấy được rất nhiều vị Phật, thấy được trăm vị Phật, ngàn vị Phật, trăm ngàn vị Phật, thậm chí thấy được nhiều trăm ngàn ước na do tha vị Phật. Bồ Tát thấy được nhiều vị Phật như vậy, Ngài đều dùng tâm rộng lớn sâu dài, tâm thâm sâu khẩn thiết, cung kính lễ tán, tôn trọng chư Phật, thừa sự cúng dường chư Phật, như y phục tốt đẹp, thức ăn uống thượng hạng, tọa cụ ngồi thích hợp, thuốc men quý hay, tất cả phẩm vật dùng hàng ngày, đem hết khả năng bố thí cúng dường. Đồng thời cũng đem những vật tư sanh cúng dường hết thảy tăng chúng, đủ thứ căn lành công đức đó, đều hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, hy vọng chúng sinh sớm thành Phật đạo. Ở chỗ các vị Phật đó cung kính nghe pháp, nghe rồi thọ trì, tùy sức mình mà tu hành. Bồ Tát này quán tất cả pháp không sinh không diệt, do nhân duyên mà có. Trước hết, diệt sự ràng buộc cái thấy, thì tất cả ràng buộc ham muốn, ràng buộc về sắc, ràng buộc các cõi, ràng buộc vô minh đều càng mỏng dần. Ở trong vô lượng trăm ngàn ước na do tha kiếp không do tích tập, nên tà tham, tà sân và tà si đều được dứt trừ, hết thảy căn lành càng thêm trong sáng thanh tịnh. Bồ Tát tại đạo tràng của chư Phật cung kính truyền tâm nhất ý lắng nghe Phật pháp, nghe rồi y chiếu theo điều nghe được mà thực hành. Nếu chỉ nghe mà không thực hành thì chẳng có ích gì. Thọ là thọ nơi tâm, ghi nhớ không quên, chỉ là chỉ nơi thân, thân thể lực hành, cung hành thực tiễn thì mới có ích. Tu hành không nên miễn cưỡng, tùy sức tùy phần, thành thật tu hành thì mới tốt. Vị Bồ Tát tại phát quang điện này, Ngài quan sát tất cả pháp do duyên mà sinh, do duyên mà diệt, các pháp do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt, chẳng có một tự thể nào, cho nên là không sinh không diệt. Phàm phu có rất nhiều tà trì tà kiến, sự thấy đó như ràng buộc tâm trí con người, giống như sợi dây thừng trói buộc, khiến cho thấy sự Phật không rõ ràng, thấy lý không tránh, cho nên gọi là ràng buộc cái thấy. Nhưng trước hết tại chánh trì chánh kiến, phải diệt trừ sự ràng buộc của cái thấy, thì những cái khác như ràng buộc về ham muốn, ràng buộc về sắc, ràng buộc về các cõi, ràng buộc về vô minh, vân vân, đều tiêu diệt theo tà kiến, ngày càng sẽ mỏng dần, sẽ bớt đi. Trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp thời gian, thì những sự ràng buộc về cái thấy vân vân sẽ không tiếp tục tăng nữa, ngược lại dần dần sẽ giảm bớt, lúc đó sẽ không còn sinh khởi tâm tham sân si nữa. Những thứ thô hoặc, tế hoặc ở trên lâu dần sẽ dứt trừ, hết thảy căn lành ngày càng trong sáng thanh tịnh, càng tăng thêm nhiều. Phật tử ví như vàng thật, rèn luyện khéo léo thì cân không giảm mà càng thêm trong sáng thanh tịnh. Bồ Tát cũng lại như thế, do trụ ở phát quang địa không tích tập, nên tà tham, tà sân và tà si thay đều dứt trừ, hết thảy căn lành càng thêm trong sáng thanh tịnh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đại đệ tử của Phật. Bồ Tát tu hành giống như luyện vàng thật, thợ vàng dùng các phương pháp khoa học
để rèn luyện vàng, khiến cho thành vàng ròng. Tuy qua sự rèn luyện nhiều lần, nhưng phần lượng vàng vẫn không giảm bớt, ngược lại màu sắc của vàng càng thêm trong sáng, thuần tịnh. Bồ Tát tu hành cũng như vậy, khi ngài trụ ở Phát Quang Địa chưa từng có tâm niệm tham dục, tâm sân hận và tư tưởng ngu si, vì ngài đã dứt trừ ba độc, hết thảy căn lành tùy theo sự công phu tu hành, ngày càng tăng trưởng, phát ra ánh sáng trí huệ. Bồ Tát này về tâm nhẫn nhục, tâm nhu hòa, tâm hòa thuận, tâm vui đẹp, tâm không sân, tâm không động, tâm không trược, tâm không cao hạ, tâm không mong báo đáp, tâm báo ân, tâm không xiểm nịnh, tâm không dối, tâm không thâm hiểm, đều càng thanh tịnh. Vì Bồ Tát này rộng tu cúng dường, tích tập tất cả căn lành, công đức ngày càng viên mãn, về công phu nhẫn nhục thành tựu đặc biệt, một số người không thể nhẫn được mà ngài nhẫn thọ được, cho nên thành tựu tâm nhẫn nhục. Người khác dùng thái độ cang cường đối với ngài, lăng nhục ngài, ngược lại ngài dùng thái độ nhu hòa để đối đãi, khiến cho họ vui phục, vì ngài có một thứ tâm nhu hòa, tâm hòa thuận. Bồ Tát đối với bất cứ ai cũng đều hòa khí, chẳng có chút lời lẽ hành vi nào thô bạo, làm cho người khác thêm ác cảm đối với ngài. Ngài đều hòa thuận với mọi người, không sinh sân hận. Tâm vui đẹp, Bồ Tát biết tâm tánh chúng sinh để hoan hỷ nghe lời hay đẹp, cho nên khi ngài giáo hóa người thì cũng nói lời hay đẹp, khiến cho họ vui mà tiếp thọ. Tâm không sân, vì Bồ Tát chẳng có tâm cang cường, tức là thần thọ ác của người khác, ngài cũng hay tha thứ cho người khác, không khởi tâm sân hận. Tâm không động, không màng gặp bất cứ cảnh giới gì, phú quý vinh nhục đều không lay động, vì ngài đã không còn tâm tham. Tâm không trược, Bồ Tát tu tập đủ thứ căn lành, tư tưởng hành vi của ngài đều rất thanh tịnh, không có chút tâm nhiễm ô nào phát sinh, cho nên ngài không có chút phiền não nào cả, tâm của ngài thanh tịnh không ô trược. Tâm không cao thấp, Bồ Tát đối đãi với hết thảy chúng sinh đều một luật bình đẳng, vì từ lâu ngài đã lìa kiêu mạn thì tự nhiên sẽ không khinh thị người khác. Tâm không mong báo đáp, Bồ Tát bố thí bất cứ thứ gì chưa từng mong người khác đền đáp, thậm chí quên luôn người thọ nhận. Người xưa có nói rằng, thì ân bất cầu báo, tức là hạnh lành của Bồ Tát. Tâm báo ân, Bồ Tát thọ bất cứ ân huệ của ai, không nhớ bao nhiêu quý tiện ngài nhất định phải báo đáp. Tâm không xiểm nịnh, Bồ Tát chân thật tu hành, ở trong tâm mắt của ngài chẳng có tư tưởng quyền quý thế lực, càng không cố ý đi xiểm nịnh những người giàu sang có quyền có thế. Vì ngài bình đẳng đối đãi người, cho nên không có tâm niệm tham dục, tâm không dối. Bồ Tát không tham đồ danh văn lợi dưỡng, lại không xí cầu y phục tốt, thức ăn ngon, cho nên ngài không dùng thủ đoạn dối trá hoặc lường gạt người. Tâm không thâm hiểm, Bồ Tát dùng tâm tránh trực đối đãi người, làm việc quang minh lỗi lạc, không có sự che giấu, cho nên ngài không cần dùng tâm thâm hiểm để xử sự. Ở trên là những tâm chánh thành và những tâm không chánh đáng. Tốt thì ngày càng hoàn thiện tốt đẹp hơn, tà thì ngày càng tiêu mất. Cho nên trí huệ quang minh của Bồ Tát cũng càng ngày trong sáng thành tịnh hơn. Bồ Tát này trong bốn pháp nhiếp thiên nhiều về lợi hành, trong 10 ba la mật thiên nhiều về nhẫn nhục ba la mật. Ngoài ra các môn khác thì tùy sức tùy phần mà tu hành. Phật tử đó gọi là Bồ Tát Phát Quang Địa thứ ba. Vì Bồ Tát này giáo hóa chúng sinh trong bốn pháp nhiếp, phần nhiều thời gian dùng một phương pháp lợi hành, trong 10 ba la mật phần nhiều thời gian tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật. Ngoài ra ba thứ pháp nhiếp kia và 9 ba la mật kia cũng chẳng phải là không tu hành, nhưng chỉ tùy sức lực và duyên phận mà làm. Các vị đệ tử của Phật, những gì vừa nói ở trên là quá trình thực tế của Bồ Tát Phát Quang Địa thứ ba tu học. Bồ Tát trụ địa này phần nhiều làm thiên chủ cõi trời tam thập tam, hay dùng phương tiện khiến cho các chúng sinh xả lìa tham dục, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Tất cả các việc làm như vậy đều không lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, không lìa niệm Tăng, cho đến không lìa niệm đầy đủ trí, nhất thiết chủng trí. Thì Bồ Tát tại địa vị này tùy thời có thể làm thiên chủ cõi trời tam thập tam, trời đao lợi, ngài dùng các thứ phương pháp phương tiện để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ đều có thể xả lìa tâm tham dục hư vọng, giáo hóa chúng sinh, lợi dụng bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự bốn pháp nhiếp này. Bồ Tát làm tất cả nghiệp thiện như vậy chưa bao giờ lìa niệm từ bi của Phật và đủ thứ công đức của Phật, không lìa niệm Phật pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, không lìa niệm mười phương các hiền thánh tăng chân thật, chân tu thật học, không lìa niệm cậu đầy đủ trí huệ nhất thiết chủng và đại trí huệ trong trí huệ. Lại nghĩ rằng trong tất cả chúng sinh tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, là thủ thắng, là diệu, là vi diệu,
là thượng, là vô thượng, cho đến người y trì trí nhất thiết trí, hoặc siêng hành tinh tấn, trong khoảng một niệm đắc được trăm ngàn tam muội, thấy được trăm ngàn vị Phật, biết thần lực của trăm ngàn vị Phật, có thể chấn động trăm ngàn thế giới của Phật, cho đến thị hiện trăm ngàn thứ thân, mỗi mỗi thân có trăm ngàn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng của Bồ Tát thì tự tại thị hiện còn hơn số trên, trăm kiếp ngàn kiếp, cho đến trăm ngàn ước na do tha kiếp, không thể biết được. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong chúng sinh làm người lãnh đạo của họ, năng lực trí huệ thắng hơn người khác, phải có biểu hiện đặc thù. Các việc cầu tốt, cầu hoàn mỹ nhất, vô thượng nhất, lại phải làm người lãnh đạo có trí huệ nhất trong hết thảy chúng sinh. Bồ Tát lại chuyên cần tinh tấn, có thể trong một niệm đắc được trăm ngàn tam muội, có thể thấy được trăm ngàn vị Phật, biết được sức thần thông của trăm ngàn vị Phật, có thể chấn động trăm ngàn thế giới của Phật, cho đến có thể biến hóa thị hiện trăm ngàn hóa thân, mỗi hóa thân lại có trăm ngàn vị Bồ Tát làm quyến thuộc của Ngài. Nếu dùng sức đại nguyện thù thắng của Bồ Tát đã phát ra thuở xưa, thì còn có thể vượt qua số mục đã nói ở trên. Dù dùng 100 kiếp, 1000 kiếp, thậm chí trăm ngàn ước na do tha kiếp thời gian, cũng không thể nào tính đếm biết được rõ ràng các thứ thần thông biến hóa của Bồ Tát. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: tâm thanh tịnh an trụ sáng rực, tâm nhàm lìa không tham không sân, tâm kiên cố dũng mãnh rộng lớn, bậc trí dùng đây vào tam địa. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng dùng phương pháp bài kệ để tường thuật lại những nghĩa lý đã nói ở trên. Bồ Tát tu học hạnh của Bồ Tát đệ tam địa, điều kiện quan trọng thứ nhất là phải có tâm thanh tịnh, phải lìa khỏi tất cả sự nhiễm ô, còn phải có tâm an trụ nơi bồ đề giác đạo mới không thể thối chuyển, còn phải có tâm trí huệ sáng rực như lửa ngọn, phải nhằm lìa tất cả, chẳng có tâm tham, chẳng có tâm hại người, phải có tâm tin kiên cố, dũng mãnh, tinh tấn, phải có tâm trí nguyện sâu xa, rộng rãi, đại lượng, phải đầy đủ các thứ tâm như vậy mới có thể sinh ra trí huệ, mới có thể tiến vào đệ tam địa, quả vị phát quang địa. Bồ Tát trụ phát quang điện này, quán các hạnh pháp khổ vô thường, bất tịnh bại hoại mau quy diệt, không bền không trụ, không đến đi. Khi Bồ Tát trụ ở tại phát quang điện, Ngài quan sát các pháp là khổ không vô thường. Tất cả pháp thế gian đều không thanh tịnh, mà dễ suy bại khô hoại, trong khoảnh khắc liền quy về tịch diệt. Các pháp không vững bền, cũng không trụ lâu dài, đồng thời cũng không đến, cũng không đi. Quán pháp hữu vi như bệnh nặng, lo sầu khổ não hoặc trói buộc, lửa dữ ba độc luôn thiêu đốt, vô thủy đến nay không dừng nghỉ. Bồ Tát quán sát tất cả pháp hữu vi, giống như con người có một chứng bệnh nặng, lại thêm các thứ sầu lo thống khổ, phiền não mê hoặc trói buộc con người không thoát ra được. Lửa độc tham sân si hùng dữ, thiêu đốt từ vô thủy cho đến bây giờ, những thống khổ đó chưa từng ngừng nghỉ. Nhằm lìa ba cõi không tham trước, chuyên cầu Phật trí không nghĩ khác, khó dò khó lường không gì bằng, vô lượng vô biên không bước não. Bồ Tát biết rõ tất cả ưu bì khổ não, cho nên Ngài nhàm chán lưu truyền trong ba cõi, Ngài không tham luyến những thứ hư huyễn của kiếp người, ngược lại chuyên tâm nhất trí cầu trí huệ của Phật, không sinh tự hào tạp niệm. Nếu chúng ta muốn học Phật Pháp, muốn nghiên cứu Phật Pháp cũng phải chuyên chú nhất tâm, thì mới có thể thâm nhập vào Phật Pháp, mới có thể đắc được trí huệ như Đức Phật. Trí huệ của Phật khó dò, khó tư lường, khó tưởng tượng được, chẳng có gì so sánh được. Trí huệ này vô lượng vô biên, không có gì phiền não, không có phiền não gì có thể bức bách Ngài được. Thấy trí Phật rồi thương chúng sinh, cô độc không nương, không cứu hộ, ba độc thiêu đốt thường vây khốn, ở ngục các cõi luôn thọ khổ. Bồ Tát thấy được trí huệ của Phật rồi, bèn sinh ra tâm đại từ bi, thương xót chúng sinh trên thế gian, thương họ cô độc một mình, chẳng có chỗ nương tựa, chẳng có ai cứu hộ họ. Họ luôn bị lừa giữ ba độc vây khốn, ở trong thế giới ba cõi giống như lao ngục, không có lúc nào mà không thọ các khổ não. Phiền não trói che mù không mắt, trí thích hạ liệt mất pháp bảo, thuận theo sinh tử sợ niết bàn, tôi phải cứu họ siêng tinh tấn. Chúng sinh bị phiền não trói buộc giống như người mù không có con mắt, họ chẳng có trí nguyện cao thượng sâu xa, mà sự truy cầu hoan hỷ các thứ thấp hèn, họ hoàn toàn không biết tìm cầu Phật Pháp. Đáng thương xót, họ đã làm mất đi ý thú cầu Pháp, chỉ thuận theo dòng luân hồi trôi nổi ở trong sinh tử. Còn đối với pháp môn niết bàn chấm dứt sinh tử, thoát khỏi biển khổ, thì ngược lại, họ lại sinh tâm sợ hãi,
tôi phải xin cầu Phật đạo cứu độ họ, mong cầu trí huệ ích chúng sinh, nghĩ phương tiện gì khiến giải thoát, không lìa trí Như Lai vô ngại, họ lại phát khởi huệ vô sinh. Tôi xin cầu trí huệ là vì lợi ích chúng sinh, nhưng tôi phải dùng pháp môn phương tiện gì mới có thể khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát? Ngoài việc không lìa khỏi đại trí huệ vô ngại của Phật, không còn phương pháp nào khác. Từ nơi đạo lý giác ngộ không sinh không diệt của Phật mà sinh ra đại trí huệ vô ngại thù thắng. Tâm nghĩ huệ này do nghe được, suy nghĩ như vậy tự siêng năng, ngày đêm nghe tu không gián đoạn, chỉ dùng chánh pháp làm tôn trọng. Bồ Tát suy ngẫm nguồn gốc trí huệ này là do nghe pháp mà được, như vậy suy nghĩ cho kỹ thì sẽ tự cố gắng tinh tấn, ngày đêm không giải đãi, cổ lệ chính mình, không sinh tầm thối chuyển. Nghe Phật pháp, tu tập Phật pháp, niệm niệm liên tục, không có gián đoạn, chuyên tâm cầu chánh pháp, tôn trọng chánh pháp. Đất nước tài sản, các châu báu, vợ con quyến thuộc và ngôi vua, Bồ Tát vì pháp khởi tâm kính, như vậy tất cả đều xả được. Lãnh thổ của đất nước, thành trì, tài sản của cải và hết thảy ngọc ngà, châu báu, vợ con, thân bằng quyến thuộc, thậm chí ngôi vua, Bồ Tát đều xả bỏ được. Vì cầu chánh pháp mà kiển thành cung kính, đối với những người đó xem là vật khó có được, Ngài đều có thể bố thí cho chúng sinh. Đầu mắt, tai, mũi, lưỡi và răng, tay chân, xương tủy, tìm máu thịt, hết thảy đều xả chưa là khó, chỉ nghe chánh pháp là khó nhất. Bồ Tát không những xả bỏ bố thí được các thứ tài vật chân quý, mà cho đến thân thể của mình như đầu mắt, tai, mũi, răng, lưỡi, tay chân, xương tủy, tìm máu thịt, những vật khó xả bỏ này đều có thể bố thí cho người khác. Trong tầm mắt của Bồ Tát, bố thí những thứ thân thể máu thịt này chẳng phải là việc khó khăn, mà khó khăn nhất, khó gặp nhất là nghe được Phật pháp. Nếu có người đến nói Bồ Tát nhảy vào được trong hầm lửa lớn, tôi sẽ bàn trò Phật pháp bảo, nghe nói vào lửa không khiếp sợ. Giả sử có người đến nói với Bồ Tát, nếu ai có thể nhảy vào trong hầm lửa lớn, nếu ai có tâm thành dũng mãnh vì pháp quên mình, thì tôi sẽ truyền thọ cho họ pháp bảo mà họ chưa từng nghe qua. Bồ Tát nghe lời đó rồi liền rất vui mừng, tự hào không do dự, trả lời rằng, chỉ cần Ngài truyền thọ cho tôi pháp bảo của Phật, thì tôi nghe rồi tuyệt đối sẽ nhảy vào hầm lửa mà không sợ hãi gì cả. Giả sử lửa đầy 3.000 cõi, thân tử Phạm Thiên mà nhảy vào vì cầu pháp nên không khó gì, hà huống khổ nhỏ ở nhân gian. Đừng nói chi một hầm lửa nhỏ, dù hầm lửa lớn đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới, tôi cũng nguyện ý từ cõi Phạm Thiên nhảy vào hầm lửa lớn. Vì cầu Phật pháp, bất cứ khó khăn gì tôi cũng đều khắc phục được, không sợ hãi, hà huống chỉ là một chút khổ nhỏ thế gian. Từ sơ phát tâm đến thành Phật, hết thảy sự khổ ngục a tỳ, vì nghe pháp nên đều thọ được, hà huống việc khổ trong nhân gian. Từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề đến khi thành quả vị Phật, cần phải trải qua thời gian ba đại a tăng kỳ kiếp, sự thọ khổ không thể tính đếm được. Bồ Tát vì cầu nghe pháp, dù có chịu khổ trong địa ngục vô gián thời gian lâu dài, cũng nhẫn thọ được, hà huống những khổ nhỏ ở nhân gian. Nghe rồi như lý, nghĩ chân chánh, đắc được tứ thiền định vô sắc, tứ đẳng ngũ thông lần lượt khởi, không theo sức đó mà thọ sanh. Bồ Tát nghe được chân lý Phật pháp rồi, bèn suy nghĩ quán sát, y chiếu theo Phật pháp thiết thực dụng công tu hành, như vậy sẽ đắc được cảnh giới tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tiến vào trong thiền định vô sắc giới. Tứ đẳng là từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng, từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, hỷ hay sinh thiện, xả hay lìa ác. Ngũ thông, ngoại trừ lậu tận thông ra chưa đắc được, năm thứ thần thông tức là thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần túc thông đều đã đắc được. Những công phu tu hành này tuần tự tiến lên đều tu đến được. Tuy nói còn ở trong dòng sinh tử, xả sinh, thọ sinh, nhưng không bị nghiệp lực truy bức, mà là tùy theo nguyện lực của mình vì độ chúng sinh mà thọ sanh. Bồ Tát trụ đây thấy nhiều Phật, cúng dường lắng nghe tâm quyết định, dứt các tà hoặc thành thanh tịnh, như luyện vàng thật, thể không giảm. Bồ Tát trụ nơi cảnh giới địa thứ ba, thấy được vô lượng Đức Phật không thể đếm biết được, cúng dường mười phương chư Phật ở tại đạo tràng của chư Phật nghe pháp, tâm tin càng kiên định, không còn tâm nghi hoặc, tất cả tà tham, tà sân, tà si, các tà hoặc đều dứt trừ, ý niệm càng ngày càng thanh tịnh, giống như dùng lửa luyện vàng, để nói khử hết cặn đục và cát đá, nhưng bản thân phân lượng của vàng vẫn không giảm bớt, ngược lại, càng thêm sáng bóng thanh tịnh. Trụ đây thường làm vua đao lợi, hóa đạo vô lượng các thiên chúng,
khiến xả tâm tham trụ đường lành, hướng về chuyên cầu công đức Phật, trụ nơi địa thứ ba Bồ Tát Phát Quang Địa, đã số làm thiên chủ cõi trời tam thập tam, giáo hóa vô lượng vô biên các thiên chúng cõi trời, khiến cho tất cả chúng sinh đều xả bỏ tâm tham mà trụ nơi đường lành. Bồ Tát chuyên tâm nhất trí hướng về siêng cầu công đức thành Phật. Phật từ trụ đây sinh tinh tấn, trăm ngàn tăng muội đều đầy đủ, thấy trăm ngàn Phật tướng nghiêm thân, nếu dùng nguyện lực lại hơn trên các vị đệ tử của Phật. Khi các vị trụ nơi địa thứ ba phải siêng năng tinh tấn dụng công tu hành, sẽ đắc được viên mãn trăm ngàn thứ tam muội chánh định chánh thọ, lại có thể thấy được trăm ngàn vị Phật tướng tốt trang nghiêm, càng có thể chấn động trăm ngàn thế giới của Phật. Nếu nói về dùng nguyện lực thuở xưa của Bồ Tát đã phát ra, thì sức thần thông của Ngài càng vượt trội số mục đã nói ở trên. Tất cả chúng sinh khắp lợi ích, các Bồ Tát đó hạnh tối thượng, như vậy hết thảy đệ tam địa, tôi nương theo nghĩa giải thích xong. Bồ Tát địa thứ ba, tu hạnh môn tối thượng, khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Những cảnh giới địa thứ ba như ở trên, tôi đã y chiếu theo nghĩa lý vì các vị giải thích rõ ràng xong rồi.